Điệp có đi chợ Điệp mua là mỗi một bó vậy nè, cô dì chú bác ở chợ bó nó đó cả nha. Thì 10 cân gì đây là Điệp mua là 20.000. 10 cân nè, 20 nè, 30 cân, 40 cân là 40 cân câu, là 4 cân câu nha cả nhà. Điệp mua chợ. Đó, lữ câu ở chợ bán nè. Điệp mua sao Điệp về gì thôi. Miền Tây Điệp gọi là con trùng. Còn các anh miền Trung miền Bắc gọi là con dung đất nha. Đó, thì như vậy nó đó cả nhà ơi. Thì trở lại với kênh, Điệp cũng xin gửi lời thân thương chào đến quý cô dì chú bác anh chị em trên khắp mọi miền đất nước và chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp mời cả nhà cùng đồng hành với Điệp á, đi cắm 40 cần câu, giá cho dính 10 cần thôi cũng được nữa cả nhà ơi. Đây trong có cái clip. Chứ giờ thật sự ra giờ trời mưa với một phần nữa cái lưng của Điệp á cả nhà rất là đau. Điệp không có còn leo cây được nữa, thì khi nào hết đau hẳn thì Điệp mới leo cây. Thì cũng như là kênh nghề mưu sinh, cũng em trai Thận đến đây giao lưu với Điệp từ Cần Giờ xuống đây, nói chung là cũng từ hơn 200 số, cũng rất là xa, nhưng mà Điệp rất là đau, nhưng Điệp cũng gắng gượng. Nó anh em cũng giao lưu, cũng đi đặt lời cua rồi chấm lương, đó là cũng được có hai clip à. Điệp nói chung là cũng muốn đi thả lứ nhiều lắm, rồi đi lấy mật ong mà Điệp không thể nào có sức được nữa. Điệp còn đau lắm, khi nào mà Điệp hết đi rồi thì anh em đến giao lưu, anh em nào đến Điệp cũng sẵn sàng giao lưu hết. Đó là những lời của Điệp nói sự thật, chứ không phải mà Điệp nói này mà nói kia. Đây Điệp quay cái cho cả nhà xem nè, để Điệp kéo cái máy lại lên sao. Đây nè cả nhà ơi, cái lưng của Điệp còn, nói chung là còn đau lắm. Điệp còn đang đắp thuốc, nhưng mà Điệp gán gượng để đi săn bắt. Thì bây giờ thì bắn nó cho ban ngày thì Điệp đi quay cả cảnh gì đây, nhưng mà tối đi cắm câu Điệp không quay cảnh cắm, nhưng đi thăm câu á thì Điệp sẽ quay cảnh đi thăm, mà ban đêm nó coi tối á, cả nhà cũng chăm chế cho Điệp nha. Đó giờ thì cùng đồng hành với Điệp là cũng là câu nha cả nhà. Đó, câu 40 cần câu với được là mấy cái con dung đất trùng á cả nhà. Nè Điệp chào cả nhà nha. Giờ tới ban đêm rồi, đi thăm câu cả nhà ơi. Đó, tới con câu trước mặt nha. Nước lên cả nhà ơi. Đọt con câu đâu mắc tiêu rồi. Con gì nó dịch xuống cái đọt càng câu ở đây nè cả nhà ơi. Ui. Sảy hả gì vậy? Ủa dính. Dính rồi cả nhà ơi. Cà. Ngấm rồi. Cá lao kiến. Ủa, thác thác lộn. Có con này nữa nè cả nhà. Rồi, cho mày đi vô luôn. Gỡ ra cả nhà ơi. Để máy này lặt quá. Lặt cả nhà. Con tài à. Cái này nãy nó ấy. Này. Rồi, xong rồi. Cái thác lát. Cũng được. Chơi mày vô cái túi lưới luôn. Túi lưới mít. Cái thác lát. Vô. Rồi đi tiếp đi, quay cho cả nhà xem. Mà hàng được con đầu rồi. Tiếp theo con này. Mới thăm con cần rồi. Không dính. Ù dính xuống nha. Cá con cá nhỏ có bự. Để máy ở đây đi.
cái cảnh này đẹp nha, đi lại nha, cả cả nha, nó, YouTube nó thấy không nha. Cá chê. Cá chê. Để được chê cả cái lại bớt nè. Cá chê cả nhà. Chê này ăn nó đã lắm mà, nó nhỏ nè. Dài. Rồi, được hai con cũng được rồi đó, đã đó. Cá thác lát với con cá chê. Rồi, đi tiếp đi, để đi quay cho cả nhà xem nha. Thăm mình thấy cũng được ba bốn cân cũng được quá đó cả nhà. À dính cá nên nó nở kìa nha, căn chỗ ánh đèn được đẹp gọi chưa. Con cá thác lát. Đi gần quá. Buồn cắm cái khu nhà cả nhà ơi, vòng vòng ở sớm. Xuống nhà ta, xuống hộp cả nhà. Ghé qua đây thăm cừng ở bên đây thử cái dính không. Cừng bên đây chết rồi. Cừng chết rồi cả nhà ơi. Qua đây thấy dính con cá thác lát nè. Chẳng chỗ nào đây. Một cái câu cắm ở đâu ta? Bên đây nè cả nhà. Bên đây. Này. Nó ở đây rồi, kìa. Nhà theo. Hết chạy cái cưng. Sao chạy được, nãy giờ thăm cũng được 4-5 cần rồi này. Làm đậu quá mà không biết có giá rồi, câu gãy đọt luôn. Dở quá cả nhà ơi. Câu bán chợ mà, bây giờ tiền nào của nấy mà. Mới có cầm dở qua không mà cũng gãy đọt. Này cá lóc chắc. Nếu mà có cái lóc bự hay là cá này cá kia ha, là nó cũng banh luôn, nó dễ bị sức cái cả nhà, phải gãy đọt á. Con cá chê. Cầu cốc cái chân. Cháo à. Rồi, đẹp có máy nha. Máy đi tiếp. Cốc kẹn hết chân. Nãy giờ đi thăm cũng nhiều lắm rồi nha. Mà nó sảy quá trời sảy, không dính với cua nó ăn. Ăn nữa. Đó, trời, nó bịt cong cái đọt đi luôn rồi nè. Nhẹp ướt nhẹp cái đọt cần cầu nó hết trơn luôn. Ấy vậy nè ơi. Sảy rồi cả nhà ơi. Sảy rồi. Im quá im. Sảy rồi. Còn có mấy cần nữa là hết rồi cả nha. Sảy rồi. Lại lần này không cần nhập luôn rồi. Quấn chưa. Im quá im mà nó bị ấy. Sảy. Cái thằng câu ở đây nè cái nhà. Đà xuống. Đó.
cảm giác này là sướng lắm nè cả nhà. Đó, thấy không? Rồi, nó phê rồi. Nó phê rồi, bắt đầu nhổ cả nhà. Đó, cái bịch cả nhà, thấy không? Nào, vô. Lên liền, dẫn chơi với anh hả cưng? Nhảy hả? Qua đã, sướng. Đã quá cả nhà ơi. Để cái máy ở đây đi. Rồi, nãy sảy nè, dính nhiều lắm. Rồi sảy à. Dính nhiều lắm nha, cua nó ăn nó mà nó bị sảy nhiều quá. Rồi cái máy nó nghe ngay lại cái coi. Quá trời cả nhà, để máy ở đây cái đi. Con hồi vớt cái máy nè. Trời ơi, không dính. Sảy càng sảy. Lụm được máy ốc nè. Xuống rồi. Đây nè. Cá này được không có quay cái cảnh mà bẻ ngạnh nghe cả nha. Bộ hông cáp. Con cá chê. Cá chê nha. Được che đi lại nha cả nhà. Được lấy cái giò để che lại. Nhà cũng chăm chế nha. Cũng không được bự cả nhà. Ở đây nói chung cũng nhiều tay thầy thợ lắm. Rồi đó. Hai cái thắt lát, hai con cá chê. Ngày mai này đủ vợ chồng con cái ăn rồi đó. Không biết có còn dính nữa hay không. Trong này dính một con hai con nữa. Nó bị nẹo quá cả nhà. Đó. Rồi. Cốc cời cộng dây hết trơn. Nhà thấy không? Đi tiếp đi. Quay cho cả nhà xem. Thôi, giữ máy luôn. Đi dài qua bên cái khu ở bên đây coi. Có không? Tối được một con phi vậy nha. Mới nghe cô dì chú bác mình phải là hát nhạc á. Rồi tới giờ mới tắt rồi. Quay luôn. Cùng này ngon quá mà nó không dính nè cả nhà. Im quá im. Nước trong quá trong thấy mặt đất hết trơn. Không dính nè. Cũng được. Đêm quay thì nói chung là nó không có được sáng thôi nha. Bay một cái nữa nè. Chết quớt luôn rồi. Ủa cái con gì không ta. Ốc nó lại nó ăn kìa nhờ. Quá trời con ấy luôn. Đúng không? Nhện nè. Dán nhện kìa. Con này cóc con nồng nọc dữ cái nhà. Ủa đầy cái mương luôn rồi cả nhà ơi. Nhà thấy không? Đang kẹo cái mương hết trơn kìa. Ủa kìa. Ban đêm không biết cả nhà có thấy rõ không mà chứ nó đang kẹo cái mương nó hết trơn. Dài vô tới trong này luôn. Con ấy cả nhà. Giống như cái con cá chê con mình vậy. Này con nồng nọc hay con gì? Có con ấy nè kìa, nhái nó nè kìa. Nghe thấy không?
con nhái bầu, bắt con nhái bầu móc ngang cù hầu, anh chờ con nước lớn anh cắm câu, hồi đi tiếp qua bên đây là hết rồi, tới đi nơi khác thăm còn một hai cừng nữa hả? Hết hả? Dạ cừng nữa cả nhà ơi, ở đây đi hồi móc sao thằng câu này không dính rồi cả nhà ơi, quá chùi bộ hông rồi, đủ không dính thì sao mà nó gịch cái đầu vô đây ta, dính dính ui con cá lóc má ơi, trời con cá lóc tướng đâu mà nó không dính, quá chùi bộ hông rồi. Chạy ra nhà ơi, vớt mẹ vớt luôn rồi, vớt luôn cả nhà ơi, quá trời bộ hông rồi. Cái gì mà bộ hông dữ vậy ta, nó nằm dưới cỏ nó bay đầy, đầy mặt mày đẹp chứ má ơi, hên trời vô được con cái lóc mừng như má đi chạy về, quá trời bộ hông nó dí điệp 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 ơi, tắt bớt đèn mới được. Quá trời à, bộ hông má ơi, gì mà dữ trời, lóc thì bá chưa coi cho được cái nhà coi, nó mà nó bu đầy bộ hông, bu đầy đẹp chứ chối quá nha, bự gấp hồi giờ quay quay thành quả thì cái nhà vô vừa kéo lên bờ vớt số nó có hưởng hay không mà hên đó cả nhà, hên đó, quá trời bộ hông à. Cá lóc đó nếu mà không thăm á là để chút xíu nữa là sảy đâu rồi, mấy cừ lại nó không dính mất tiêu rồi, gối gối cả nhà ơi, thôi đi tiếp cả nhà ơi, quá trời khu này bù hông rồi, dịch ốp máy cả nhà ơi, quá trời bù hông bù người ta biến, chạy qua bên đây đi, qua đây được ngồi điệp móc ấy mới được, móc mấy cọng dây nhợ lại mới được. Rồi điệp ấp máy rồi nha, điệp mới thăm câu đây nè cả nhà, trăng đây nè, nó bị sảy rồi, trăng đây nè sảy con lương, điệp ta thấy ở đây cũng có ốc rồi, đây dài đây đây là mới thấy nè cả nhà ơi, kiếm con cua nó nữa kìa, đó con cua giang, giờ là mới ốc về mai chiều ăn cả nhà ơi. Ô, con cua nữa nè, con cua nè, ở chỗ đẹp đó thì cua nó nhiều lắm đó cả nhà thấy không, dính đó cua nè. Thôi thả nó đi, bữa nào đặt ốc, thả con cua mà vớt ốc chơi luôn, thả con cua mà vớt ốc. Ốc nhóc cái chân nè cả nhà ơi. Được rồi ta, vớt ốc về ăn chơi đó, ốc chà bá luôn, ốc bu á nha, ở miền Tây được gọi là ốc bu á. Kiếm vớt mới đó, đây vớt mới ngày mai về kìa, ấy chơi mai về luộc ăn chơi, quá trời ốc luôn nè, mà lớn nè là ăn được rồi, bự thì mình ăn bự, nhỏ thì mình ăn nhỏ, đây chỗ trống nó hay lên lắm nè, như đây nhóc chân nè, ốc con nó không bự nhỏ mà mới gì tới cái này. Ốc chắc nó nhảy quá.
Thành quả được hai con cá chê. Con này bự, con này nhỏ, cá lóc này bự nhất, được hai cá lát, hai con cá chê cũng được cá nha. Nói chung là không trúng mà không tắt, đủ ăn. Mai đi chợ khỏi mua đồ ăn cà cả nhà. Con im á, cái lóc bự hết biết bệnh nè. Mua một mấy 12 giờ. Cái nhà nghe gà gáy không? 12 giờ. Sao mũi luôn, bệnh luôn. Mấy cánh câu đi một miếng ốc. Miếng ốc này mình luộc lên ha. Mình lễ ra. Thì ở đầu xào xả ớt. Kỳ quá cả nhà ơi. Hát xì quá. Thành quả gì đó cả nhà ơi. Cũng được đủ ăn, được hai cái lát bự ha. Cái lát này được con bự nữa. Bầm dồn hũ qua. Cá cá chê này thì nướng ha, nướng mắm gừng ha. Cá lóc này thì nướng chui cũng được, hay nấu chua cũng được, kho cũng được. Thành quả gì cũng được. Thôi, Điệp gửi lời chị ăn, chúc đến quý cô dì chú bác anh chị em trên khắp mọi miền đất nước á. Buổi tối sẽ biết của Điệp luôn nhé, hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống nha. Cả nhà đừng quên á, hãy nhớ chia sẻ video cho Điệp đi cả nhà. Bây giờ Điệp cho Điệp sớm bạn bè của cô dì chú bác anh chị chưa bớt biết đến Điệp á, chia sẻ video giúp Điệp để cho biết đến Điệp. Điệp nói chung bây giờ cũng đang bị tổn thương mà cũng gán mà lăn lóc để đi quay video với kiếm đồ ăn này cả nhà cả nhà ơi. 12 giờ gà gáy lên sông mũi rồi. Bây giờ Điệp bye bye cả nhà mọi người. Điệp cũng được lệnh được mấy ốc. Như cả nhà xin phép nha. Quá trời. Chạy mũi. Rồi, thằng video này được up video nó nghe nha. Được thằng bảo của Điệp được có mấy con rồi đó cả nhà. Chỗ của Điệp là cầm 40 cân mà nó cũng bị sảy rồi, cua ăn rồi cá gì đó nữa. Nói chung là cũng chỗ của Điệp đó cũng ít cá, có cá nhiều lắm. Anh em nào đi săn bắt nữa. Rồi, giờ Điệp bye bye cả nhà. Chúc cô dì chú bác anh chị em khắp mọi miền đất nước á, buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Điệp chào cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha.